chúng tôi rất là vui để chào đón quý vị trong mùa lễ sắp tới là Christmas, rồi sẽ New Year và Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thành ra là chắc tất cả quý vị đang rất là tất bật với công việc. Có người thì ở tại địa phương đây vui chơi với gia đình và thân hữu, cũng như có những người đi xa, kể cả những người từ Việt Nam qua đây thăm chơi Little Sài Gòn chúng ta. Thì trong những đề tài này chúng tôi có mời được luật sư Từ Huy Hoàng, một trong những khuôn mặt rất là thân mến của chúng ta, và Đỗ Vinh cũng đã từng phỏng vấn luật sư Hoàng rất là nhiều lần trên những chương trình khác, và cũng hơn 2 năm nay mới quay lại với luật sư Từ Huy Hoàng. Xin kính chào anh. Kính chào Đỗ Vinh, như kính chào quý vị khán giả. Thì quý vị chắc cũng nhớ rất là nhiều show, chương trình mà chúng tôi với lại anh Đỗ Vinh đã làm việc với nhau trên nhiều cái show, nhiều đài khác. Và hôm nay cũng rất là vui mừng để mà gặp lại, để mà chúng ta có những cái buổi nói chuyện về tất cả mọi vấn đề luật pháp, vân vân. Dạ. Vâng. Như quý vị biết là luật sư Hoàng cũng có lên chương trình của Vietface TV và cũng những đài khác, thì Đỗ Vinh cũng đã từng phỏng vấn và anh em cũng có rất là nhiều những cái quan điểm mà dễ hiểu với nhau, và cũng như có nhiều thông tin để chia sẻ với quý vị. Đặc biệt trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói về những cái cập nhật một số những cái thông tin về immigration, về những visa, đặc biệt là visa thăm viếng. Thì luật sư cho biết về những cái luật immigration và những cái visa hiện nay đó, nó có những gì mới mẻ mà đồng hương chúng ta có thể cần biết hay là giới thiệu với các thân nhân? Chúng ta biết là cái luật di trú nó đang bị siết chặt trong cái thời buổi của Tổng thống Trump. Ông đã đưa ra những nhiều cái dự luật để siết chặt về vấn đề di trú. Ví dụ như là chương trình EB-5 tháng 11 đã lên tới là 900.000 thay vì 500.000 cho cái đầu tư EB-5. Và cái thời gian chúng ta đang chờ đợi cho EB-5 là, chúng tôi làm rất là nhiều hồ sơ thì cái thời gian chúng tôi thấy là khoảng chừng 3 năm. Ví dụ nộp khoảng chừng 2016 thì là cỡ chừng năm nay là cái người đã được phỏng vấn và qua đây. Tuy nhiên những cái hồ sơ nộp sau này EB-5 đều có thể kéo dài lên tới 7-8 năm. Wow. Về cái phần những cái hồ sơ mà nhiều nhất của EB-5 là bên Trung Quốc. Thì cái đó coi như cái hồ sơ đó bây giờ là không ai làm nữa, tại vì nó là thời gian chờ đợi là 14 năm. Wow. Thì cái số tiền lên. Tuy nhiên chúng ta nghe toàn những cái đó không, nhưng mà nó có một cái dự luật mới mà sẽ thi hành 2020. Nghĩa là những người được mời qua thăm thân nhân á, có thể ở tới 3 năm, nghĩa là 900 ngày. Thì những người nào được mời là ví dụ ba mẹ hoặc là ba mẹ của vợ chồng hay là rồi này kia qua để mà thăm viếng có thể extend cái visa ở được tới 3 năm, 900 ngày. Còn những người ai được mời những người kia thì là những người có bằng cao học tiến sĩ, có thể chứng minh được những cái lợi tức cao để mà cái đó là đúng đi theo tinh thần của Tổng thống Trump là phải có bằng cấp và phải có lợi tức cao để tăng trưởng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, Make America Great Again, right? Đấy. Thì theo cái vấn đề di dân ông cũng làm như vậy. Hoặc là những người mà có thể chứng minh được cái doanh nhân hoặc là gì thu nhập cao có quyền mời những người thân nhân mình qua, và những người thân nhân có thể ở được tới 900 ngày. Wow. Đó là những cái dự luật mới mà sẽ thi hành 2020. Vâng, thưa quý vị, nước Mỹ chắc chắn là thiên đàng của người di dân. Và khi mà những cái cơ hội này đóng lại thì lại có những cơ hội khác mở ra. Thì như luật sư Hoàng mới vừa nói thì vấn đề EB-5 bây giờ đó, thay vì trước nay là 500.000, phải bây giờ phải đầu tư tới 900.000, thì quý vị thấy rằng cái mức độ cái bar đó được đưa lên cao thì điều kiện nó khó khăn, và cái thời gian xử lý hồ sơ, nếu mà quý vị làm việc đã mở hồ sơ cách đây 3 năm đó thì bây giờ thì đã tới lượt phỏng vấn rồi, nhưng mà nếu bây giờ mới làm hồ sơ thì nó 5 10 15 năm sau thì mới được xử lý. Thì quý vị thấy cái điều vấn đề về luật di trú đó, càng đợi lâu nó càng bất tiện. Thành ra những cái visa cơ hội mà luật sư Hoàng mới vừa nói đó, nó mới vừa mở ra đó, thì dĩ nhiên là khi quý vị nộp đơn sớm và làm việc nhanh đó thì mình sẽ được ưu tiên và cái quyền lợi nó được đầy đủ hơn. Nếu sau này chẳng hạn như Tổng Trump không còn ở tòa bạch ốc nữa thì nó vấn đề nó lại khác nữa. Như anh Đỗ Vinh biết là khi trước khi một người muốn đi du lịch
hay là đi thăm thân nhân, họ phải nộp với lại một cái phỏng vấn ở bên tòa tổng lãnh sự tại nước của họ. Thì lúc đó họ mới mang hết cho những giấy tờ chứng minh vô này kia để mà xin đi du lịch hoặc là đi thăm thân nhân. Tuy nhiên cái dự luật mới đó thì là nộp hồ sơ bên này. Ví dụ như người muốn bảo lãnh người đó đi để mà thăm viếng thì nộp bên này chứng minh được khả năng tài chính và nộp những cái bằng cấp vô những cái dữ kiện cho sở y chú. Sở y chú approve, chấp thuận thì họ sẽ cho cái visa code, cái code. Thì cái code đó, cái người bên kia họ giờ họ đi phỏng vấn, họ chỉ cầm theo cái code thôi. Vì đã được chấp thuận, nó tiện hơn nhiều. Rất là tiện. Đó. Thưa quý vị, không có nước nào bằng nước Mỹ khi vấn đề mà làm việc hành chính và xử lý hồ sơ. Và nhất là luật sư của quý vị là đang ở tại Mỹ, là theo dõi hồ sơ, mình mở hồ sơ ở đây, tới tận văn phòng luật sư từ quý hoàng làm hồ sơ hết. Không phải phỏng vấn ở một tòa lãnh sự ở một cái nước nào, mà ở Mỹ đây thì khi họ đã duyệt xong rồi, họ có cái số code đó, thì cái người mà được phỏng vấn, cái người sẽ nhận visa, chỉ mang tới cái tòa lãnh sự họ là được cấp visa thôi. Quý vị thấy nó rất là thuận tiện. Đó là mới đây chúng tôi cũng có muốn giải quyết một cái hồ sơ mà một cái người bên Việt Nam đã được cái visa mười mấy năm nay rồi, để mà đi thăm viếng gia đình, con cái, rồi việc làm, kiểu business B1, B2. Nhưng mà tự nhiên ấy bị từ chối visa, dù là đã qua Mỹ mười mấy năm nay, qua lại. Thì chúng tôi đã khiếu nại với lại bên tòa đại sứ Mỹ. Và khi khiếu nại như vậy đó thì họ trả lời, họ cho chúng tôi biết lý do. Nhưng mà dĩ nhiên là không bao giờ họ cho biết lý do hoàn toàn cái detail. Họ chỉ biết chút chút à không đủ sự chứng minh của cái sự close tie, nghĩa là dính liếu quan hệ mật thiết gia đình đó, đã gia đình để mà cho thấy là nếu mà đi là trở lại. Thì sau đó chúng tôi đã soạn hồ sơ và khiếu nại, và cái good news là chúng tôi đã thành công và người đó đã được cấp visa để mà đi qua Hoa Kỳ. Đó là những cái khác biệt giữa một cái văn phòng dịch vụ chẳng hạn với văn phòng luật sư, tại vì văn phòng luật sư có khả năng làm những cái appeal và biết cái luật lệ để mà mình biện hộ cho thân chủ như thế nào. Thành ra quý vị đừng có bỏ ngang cái hồ sơ nếu bị từ chối, deny, là tự động nghĩ rằng cái hồ sơ đó nó sẽ bị đánh rớt rồi, không có vực sống lại được. Nhưng mà thật sự nếu mà luật sư nắm vững những cái nguyên nhân tại sao bị từ chối, có thể tranh cãi và mang lại một cái phán quyết thuận lợi cho quý vị. Chúng tôi cũng nhắc tới những cái professional, những chuyên gia như anh nói, là những người mà họ cần đến Mỹ để làm việc ở một cái cấp độ cao, như bằng cấp cao, có chuyên môn cao, có những cái trong cái lĩnh vực mà người Mỹ, nước Mỹ muốn có những thành phần đó qua, đóng góp cho kinh tế Hoa Kỳ. Thì anh nói thêm về những cái visa loại đó, hay là những cái visa để đến trình diễn P1 visa và những cái performer. Những cái visa đó nó kêu bằng H1B. Nó là hỏi một cái người nước ngoài có bằng cấp từ đại học bachelor trở lên. Thì nếu mà có một cái công ty ở tại Hoa Kỳ mướn người đó, thì người đó có thể xin cái vấn đề H1B. Dĩ nhiên phải qua những cái luật thủ tục rất là phức tạp với Bộ Lao động. Thì cái chính của Bộ Lao động chấp thuận rồi đó, thì là sở di trú họ chấp thuận để mà cho công ty mướn những người như vậy. Hoặc là những cái diện mà đi lao động, thí dụ như làm trong những cái những cái công ty thủy sản hoặc những công ty về trại gà, đó là cái bằng EB3. Thì đó là những cái diện mà những người qua đây mà không có bằng cấp, mà những cái đó tất cả đều sau cái thời gian ta làm việc ở đây. Ví dụ H1B, chúng ta có thể làm cái labor cert, nghĩa là cái chứng chỉ lao động với Bộ Lao động, thì có thể xin thẻ xanh được. Cái đặc biệt nhất là chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều hồ sơ mà như Đỗ Vinh mới nói là P3. P3 là những cái hồ sơ để mà những cái bầu show, những cái chương trình họ bảo lãnh những ca nghệ sĩ. Có nhiều chương trình họ coi như là mời những model qua để trình diễn, ca hát. Thì cái đó là họ sẽ cấp cái visa làm việc để mà qua hát, trình diễn. Và sau khi đó trở về, nhưng mà một cái visa như vậy có đi qua đây nhiều lần được. Và chỉ cần có những cái itinerary, chúng tôi đã từng làm những cái visa như vậy mà nhiều khi cái người ca sĩ đó họ được hát toàn nguyên cả năm. Thì ví dụ như là tháng 2 họ hát cái, tháng 4 hát cái, tháng 5 cái, thì họ trình diễn xong bay về. Trình diễn xong bay về.
và họ đi qua đi lại nhiều lần và họ được quyền được lãnh cái thù lao như là làm việc vậy đó. Một cách hợp lệ và có thể khai thuế hay là những cái thuế luật lệ khác. Thì cũng có thể đi nhiều nơi, đi nhiều tiểu bang, không có bị giới hạn không bị giới hạn tiểu bang nào hết. Đó. Thì luật sư Từ Huy Hoàng cũng là một luật sư có bằng cấp hành nghề tại ba tiểu bang khác nhau, California, Texas và Washington DC. Và chúng tôi cũng được biết luật sư cũng có văn phòng ở Las Vegas nữa. Thành ra có nhiều địa điểm và văn phòng chính thì ở Fountain Valley đây, nhưng mà còn một văn phòng nữa ở Rosemead, chúng tôi có lên đó rất là khang trang và chúng tôi cũng khoe chút xíu là cũng có giúp cho luật sư Từ Huy Hoàng phát triển cái building ở đó rất là đẹp. Nếu quý vị đến ngay đường Valley Boulevard, cái đường chánh lộ của Rosemead á, thì văn phòng của luật sư Từ Huy Hoàng tọa lạc ở Rosemead đó, có nhân viên, có người nhà làm việc ở đó rất là nồng hậu tiếp đón các thân chủ cũng như dưới Fountain Valley. Thì xin quý vị cũng đừng có quên là ít nhất là hai văn phòng của luật sư là ngay ở Nam Cali chúng ta, và còn các nơi nữa, San Jose nữa, San Jose, North California và bên Texas. Thì nếu mà nhiều văn phòng vậy, luật sư làm cách nào để mà giữ liên lạc với thân chủ? Có phải chinh thân bay tới bay lui hay là có khi mình làm việc trên điện thoại được? Phần đông thì nhân viên tiếp và chúng ta làm việc trên điện thoại. Có nhiều khi chúng ta có những cái conference camera làm việc với nhau. Nhưng mà cũng có nhiều lúc phải bay, tại vì ví dụ nhiều cái phiên tòa vấn đề hình sự tại San Jose hoặc là những thì chúng tôi phải bay. Hoặc là gửi những luật sư từ ngay địa phương mà làm việc chúng tôi để mà đi. Nó tùy case by case. Nhưng mà chúng tôi cũng thank you, cảm ơn tiến sĩ Đỗ Vinh đã giúp chúng tôi với cái văn phòng trên Rosemead để mà nó khang trang hơn và cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Và đặc biệt chúng tôi nhớ lần trước chúng tôi ngồi với luật sư Từ Huy Hoàng có nói về những cái case hồi đó mình bị thiên tai đó, bị bão lụt rồi đó. Luật sư có nhận từ những cái bên xa hơn nữa, New Orleans, Louisiana, những cái FEMA, những cái claim đó. Thì những hồ sơ đó luật sư cũng nhận được nhiều và cũng giải quyết được. Thì cái kỳ đó là vấn đề BP, British Petroleum, chúng tôi cũng có dịp bay qua đó vì cái khung cảnh nó rất là đông người Việt Nam tại những cái nhà thờ đó. Coi như đi vô và nhà thờ ông cha nó đang giúp cho những người đó, thì phần đông là đánh cá, chủ tàu, cũng giống như nhiều người là họ bán tôm vấn đề đó. Thì vì vấn đề BP là dầu loang đó, thì họ mất đi một cái income đó, thì chúng tôi cũng có giúp được cũng rất là nhiều người. Cái kỳ đó là BP hình như nó đền cũng trên dưới mười mấy tỷ đó ha. Dạ đúng. Nhưng mà rất là khó lấy chứ không phải dễ. Không phải dễ. Phải biết cách thủ tục để claim. Và có rất là nhiều gia đình, đặc biệt những giáo xứ ở bên đó, thì cả nhà là đều làm về những ngành đánh tôm, đánh cá, đi biển. Và người Việt chúng ta bên đó nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nó không phải chỉ những cái thuyền, những cá, những cái ngư dân, mà nó có ảnh hưởng ví dụ như cái tiệm dry cleaner. Thì nói hồi trước bao giờ cái quán phố, trước quán phố tiệm ăn. Hồi trước giờ tôi làm income vậy, nhưng mà sau vụ đó không ai vô ăn nữa. Không ví có dụ tiền vậy để đi tiêu xài nữa. Cái kinh tế cả cái cộng đồng nó cả bị cộng đồng. Nhưng mà hình như bây giờ thì nó vực lại rồi phải không anh? Dạ vâng, nó vực lại. Thường thường chúng ta thấy là như người ta nói là trong cái xui nó có cái hên, mà trong cái hên có cái xui. Thì chúng ta thấy là bị bão nạn, bị BP, bị dầu loang, bị vân. Nhưng mà khi mà đã xui rồi á, thì tất cả gì tới sau đó nó phải hên hơn cái xui rồi. Đó, thì bây giờ nó vực lại rồi. Thì cũng rất là mừng cho quý đồng hương của chúng ta gặp phải những thiên tai và cũng đã lướt qua được, survive được và bây giờ trở lại và thành công và có thể là sầm uất hơn trước nữa. Thì mà New Orleans không biết Đồ Vinh có qua chưa? Có, nhiều lần. Cây nhiều ha? Cây xanh y chang như Việt Nam. Chạy ngoài đường và thấy cây xanh mà mũi rất là nhiều. New Orleans á, nó là hồi xưa nó là French Territory dưới Napoleon. Napoleon đánh nhau với các đại cường quốc của Âu Châu, thành ra phải bán đi cái Louisiana Territory Mỹ thâu gom được. Đó, thì sát nhập vào và cái vùng đất đó nó cũng khá đặc biệt. Nó có mixed French Creole culture và người Việt chúng ta về đó ở sống rất là thoải mái và mình thấy nhiều gia đình đã đi qua thế hệ thứ hai, thứ ba rồi, đã kỳ cựu ở đó rồi, thành ra chúng ta thấy
các nơi xa như vậy thì luật sư Trị Hoàng phải tới những cái nơi như vậy. Và cái đề tài cuối cùng trong hôm nay chúng tôi muốn nói về khi chúng ta đi du lịch đó, có khi đi du lịch nội địa trong nước Mỹ hay là có khi đi ra quốc tế đó, thì luật sư có đôi lời nhắn nhủ như thế nào mình cần phải để ý những quyền lợi bảo hiểm khi mình mua vé đi cruise, đi qua các US territory hay là kể cả các nước mà không thuộc về Hoa Kỳ, thì mình cẩn thận và để ý đề phòng những cái trường hợp nào để bảo vệ trong những trường hợp mình cần có những cái bảo hiểm? Chúng ta phải biết là bảo hiểm để làm gì. Bảo hiểm là để bảo vệ khi mà có cái chuyện nó xảy ra mà chúng ta không ngờ được. Thì coi như hàng ngày chúng ta đều có bảo hiểm nhà nè, bảo hiểm xe. Nếu mà có hãng xưởng thì bảo hiểm cho hãng xưởng, hoặc là nếu chúng ta có bất động sản real estate thì chúng ta cũng phải mua bảo hiểm cho cái real estate đó, coi như là cover hết rồi. Tuy nhiên khi chúng ta đi du lịch, chúng ta lại có nhiều khi không để ý để không mua để ý. Cái phần bảo hiểm về vấn đề medical. Thì cái trường hợp mà nó xảy ra là chúng tôi cũng đã thấy là mình không biết lúc nào accident xảy ra. Thì có nhiều lúc chúng ta đi du lịch, chúng ta đi moped, chúng ta xuống đi cruise, chúng ta xuống cái đảo, chúng ta thấy cái moped rồi nó cho mướn thì chúng ta chạy. Nhưng mà chúng ta chạy rất là bình thường, rất cẩn thận. Tuy nhiên chúng ta đâu biết lúc nào cái xe khác nó tông chúng ta. Mà nó nhiều khi nó chưa tông mà chúng ta né. Tức là tai nạn không phải do mình gây ra. Không phải mình ra. Mà mình né một cả nhiều khi cái mình sẽ bị thương tích. Thì chúng tôi đã thấy cái đó vì chúng tôi có tẻ ở bên, bên Âu Châu. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn lại, ủa sao thầy thiếu cái bảo hiểm này? Thì cái đó là lúc đó những cái tiền bệnh nó có thể lên rất là nặng nề, rồi ai sẽ là trả người này, cái vấn đề này. Thì dĩ nhiên khi chúng ta về Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có cái bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm về sức khỏe cá nhân, thì chúng ta xài cái đó chữa trị. Tuy nhiên chúng tôi khuyên là nếu khi du lịch nên mua thêm cái phần khoản đó. Nó không bao nhiêu tiền hết, nó rất là rẻ. Mà thường thường phần đông không ai nhớ để mua ở đó. Thành ra quý vị coi trên cái policy, trên cái ticket, cái cruise, hay là mình trả bằng Visa, Mastercard, American Express, vân vân, nó có những cái điều khoản thì có lẽ nên mua thêm. Nó cũng xứng đáng để mình bảo vệ cái nhỡ như có những tai nạn. Thì quý vị thấy rằng mình coi tin tức đó, những cái cruise có khi bị cúm, bị ốm đau, và khi xuống bờ có đi những cái sinh hoạt như luật sư mới vừa diễn tả đó, thì có thể tai nạn không phải do mình gây ra, nhưng mà nó happen, nó xảy ra. Đó. Thì thà mình tốn thêm một ít tiền, tại vì mình đã đi chơi rồi thì mình cũng sẵn sàng để mình chi phí mà. Thành ra đó là một cái chi phí không nên quên, và nó sẽ giúp cho quý vị rất nhiều. Còn đôi ba phút xin luật sư nhắn nhủ thêm, hay là có những đề tài nào muốn chia sẻ hôm nay? Dạ vâng, thì cũng lâu lắm mới ngồi với anh Đỗ Minh, thì chúng ta nói chuyện cũng giống như ngày hôm trước. Cái chính là lúc nào cũng vậy, chúng tôi mở rộng cánh tay để quý vị tới để mà tham vấn với những cái văn phòng khắp nơi mà chúng tôi có. Thì chúng tôi hy vọng lúc nào cũng vậy, trong một cái talk show mà những cái đề tài chúng tôi nói đều giúp cho quý vị thêm cái kiến thức về luật. Thì khi chúng ta có kiến thức về luật đó, thì lúc nào luật pháp nó cũng nằm bên mình. Nó kêu bằng the law is on your side when you're with us. Là cái câu mà đối với thích nhất khi nào mà là trademark đó. Chúng tôi cũng thế đó. Nhưng mà muốn có the law on your side đó, phải có luật sư biện hộ và bảo vệ quyền lợi của mình. Chứ tự động là the law đó, nhiều khi the law không có on your side đâu. The law cũng phải do mình vận động thì mình mới bảo vệ được những quyền lợi. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Từ Huy Hoàng. Và mong rằng anh em mình còn ngồi những chương trình khác nữa. Ok, thank you. Cảm ơn, xin chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một mùa lễ. Happy holidays. Happy holidays.